Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những thông tin nóng nhất sáng ngày 28 tháng 12 mà chúng tôi vừa cập nhật. Đã có vaccine 5 trong 1 giảm cơn khát. Sau thời gian chờ đợi, ngày 27 tháng 12, Cục Y tế Dự phòng đã phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương phân bổ vaccine 5 trong 1, bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi, viêm màng não mủ do vi khuẩn HIV để phục vụ tiêm chủng mở rộng. Theo kế hoạch, vaccine 5 trong 1 sẽ được đưa vào sử dụng tại các trạm y tế xã phường từ đầu tháng 1 năm 2024, ưu tiên sử dụng tiêm mũi 1 cho trẻ từ 2 đến 18 tháng tuổi, sau đó có thể sử dụng tiêm trả mũi 2, mũi 3 cho trẻ chưa được tiêm đủ 3 mũi vaccine 5 trong 1. Vaccine này do chính phủ Úc tài trợ cho Việt Nam thông qua Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, UNICEF. Sau khi tiếp nhận, làm các hồ sơ yêu cầu kiểm định đảm bảo an toàn số vaccine đã được phân bổ đến các tỉnh, thành phố. Rét đậm kéo dài, dấu hiệu sức khỏe nào cần đến bệnh viện? Theo Cục Quản lý Môi trường Y tế, Bộ Y tế, khi nhiệt độ giảm mạnh, giá rét tăng cường có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Đặc biệt với trẻ em, người già, phụ nữ mang thai, những người thường xuyên làm việc ngoài trời. Người dân cần chú ý biểu hiện của cơ thể, đó có thể là những dấu hiệu cảnh báo sớm các bệnh lý thường gặp trong mùa lạnh. Chú ý các biểu hiện như đau đầu, chóng mặt, tức ngực, khó chịu, tê bì chân tay. Khi xuất hiện các triệu chứng cần lưu ý giữ ấm cơ thể ngay và đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe. Thời tiết lạnh gây tăng thêm gánh nặng cho tim, do vậy với người bị bệnh tim, huyết áp nên khám và làm theo lời khuyên của bác sĩ chuyên khoa. Nên kiểm tra theo dõi huyết áp thường xuyên kể cả người trẻ, người chưa có tiền sử bệnh lý tim mạch, huyết áp. Cần chú ý khi tiếp xúc kéo dài với nhiệt độ rất lạnh có thể gây giảm thân nhiệt, nhất là người già, gầy ốm, bị bệnh mãn tính, trẻ em suy dinh dưỡng, trẻ sơ sinh. Biểu hiện giảm thân nhiệt thường gặp như run, kiệt sức, nhầm lẫn, mất trí nhớ, nói lơ và buồn ngủ. Ông lớn phân bón bất ngờ hạ lợi nhuận về dưới 1.000 tỷ đồng. Ngày 27 tháng 12, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, mã chứng khoán DCM, công bố thông tin về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Ông lớn ngành phân bón sẽ tăng sản lượng sản xuất nhiều sản phẩm lên so với dự kiến đầu năm. Trong đó, sản xuất đạm Cà Mau sẽ tăng từ 882.000 tấn lên 950.000 tấn. DCM cũng tăng sản lượng kinh doanh đối với mặt hàng này từ 760.000 tấn lên 862.000 tấn. Dù đẩy sản lượng sản xuất cũng như kinh doanh tăng lên nhưng DCM lại bất ngờ hạ chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.383 tỷ đồng về còn hơn 915 tỷ đồng, tức giảm gần 34%. Theo báo cáo tài chính quý 3 năm 2023, tính chung 9 tháng đầu năm nay, doanh thu DCM đạt 9.436 tỷ đồng, giảm 20%, lãi sau thuế đạt 616 tỷ đồng, giảm 81%. Lý giải nguyên nhân, lãnh đạo DCM cho biết sản lượng tiêu thụ các loại sản phẩm trong quý này tăng hơn 36%, tuy nhiên giá phân bón lại giảm mạnh so với mức đỉnh năm 2022. Điều này khiến doanh thu bán hàng công ty mẹ giảm hơn 90%, trong khi đó giá vốn bán hàng tăng hơn 21%. Việt Nam xuất siêu 125 tỷ đô la Mỹ sang thị trường Âu, Mỹ. Báo cáo của Bộ Công Thương cho biết vì chịu nhiều tác động không tích cực từ kinh tế toàn cầu, xuất khẩu sang thị trường Âu, Mỹ trong năm 2023 chỉ đạt khoảng 166 tỷ đô la Mỹ, giảm 9,6%, nhập khẩu dự kiến gần 41 tỷ đô la Mỹ, giảm 9,1% so với 2022. Dù vậy, thặng dư thương mại của Việt Nam với thị trường Âu, Mỹ ước đạt 125 tỷ đô la Mỹ, trong đó thặng dư với các nước châu Âu đạt khoảng 33 tỷ đô la Mỹ, với châu Mỹ đạt khoảng 92 tỷ đô la Mỹ. Nhu cầu nhập khẩu hàng hóa ở các thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Theo số thống kê của phía bạn, 10 tháng của năm 2023, EU giảm nhập khẩu từ thị trường ngoài khối gần 16%, Mỹ nhập khẩu từ thế giới giảm 6%. Lần đầu sau nhiều năm liên tục tăng trưởng cao, kim ngạch xuất khẩu với một số thị trường trọng điểm giảm mạnh, trong đó Mỹ dự kiến đạt 96,9 tỷ đô la Mỹ, giảm 12,4% so với năm 2022. EU đạt 43,7 tỷ đô la Mỹ, giảm 6,7%. Ngành giao thông kỷ luật hai cá nhân là người đứng đầu. Báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải cho biết từ đầu năm 2023 đã thực hiện chuyển đổi 203 vị trí công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời ban hành kế hoạch xác minh tài sản,
thu nhập năm 2023 của Bộ Giao thông Vận tải, thực hiện xác minh tài sản, thu nhập đối với 50 cán bộ thuộc 12 đơn vị. Từ đầu năm đến nay đã kỷ luật 17 tổ chức đảng, khai trừ 112 đảng viên, buộc thôi việc 63 cán bộ, kỷ luật 2 cán bộ là người đứng đầu do để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị do mình trực tiếp quản lý. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, xử lý, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý, điều chỉnh, bổ sung các quy định pháp luật để nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước đối với từng lĩnh vực. Đặc biệt, đối với công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, Bộ đã chuyển thông tin 6 cơ sở đào tạo và một đơn vị có dấu hiệu vi phạm đến cơ quan công an xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Apple được gỡ lệnh cấm bán đồng hồ thông minh tại Mỹ. Ngày 27 tháng 12, Tòa Phúc thẩm Mỹ đã tạm đình chỉ lệnh cấm nhập khẩu các dòng đồng hồ thông minh đầu bảng của hãng công nghệ Apple vào nước này. Lệnh cấm này được đưa ra bởi Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ, ITC, hồi tháng 10, với cáo buộc các sản phẩm trên vi phạm bằng sáng chế của công ty công nghệ y tế Masimo có trụ sở tại bang California. Cụ thể, Masimo cáo buộc Apple thuê nhân viên của họ đánh cắp công nghệ đo nồng độ oxy trong máu, sau đó tích hợp nó vào dòng Apple Watch nổi tiếng. Trong khi đó, phía Apple khẳng định kết luận của ITC là không chính xác và họ sẽ tìm cách kháng cáo lên Tòa án Liên bang Mỹ. Trong trường hợp hai bên không thể hòa giải và một bên thắng cuộc, bên còn lại có thể sẽ mất hàng triệu đô la Mỹ. Phán quyết được Tòa Phúc thẩm đưa ra ngày 27 tháng 12 cho biết lệnh cấm của ITC sẽ bị tạm hoãn trong thời gian tòa này cân nhắc yêu cầu của Apple về một lệnh hoãn dài hạn trong quá trình giải quyết vụ tranh chấp này. ITC sẽ có đến ngày 10 tháng 1 năm 2024 để phản hồi với yêu cầu của hãng công nghệ trên. Quý vị vừa nghe tin tức sáng của báo Tuổi Trẻ.